mỗi ngày. Cà ri gà với phần thịt gà chín mềm, khoai lang dẻo bùi, cay thơm đổi vị ngày mới với cà ri gà. Rất vui được gặp lại các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Khi mà nhắc đến cà ri thì là một món ăn rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Đúng rồi. Đây là món ăn xuất xứ từ Ấn Độ. Chữ cà ri trong tiếng Tamil của Ấn Độ có nghĩa là nước sốt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện món cà ri gà với cách hướng dẫn của đầu bếp Phước Hưng để xem có gì thú vị và đặc biệt nha. Phần đùi gà thì chúng ta rửa sạch và để ráo và chặt làm đôi thành từng miếng vừa ăn. Phước Hưng sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto gà, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột cà ri, sẽ trộn đều gia vị lên. Sau khi mà các bạn chúng ta đã cho gia vị vào trong gà chúng ta ướp rồi thì chúng ta chỉ ướp khoảng từ 10 tới 15 phút thôi là gà đã được thấm. Khoai lang thì chúng ta sẽ cắt khối khoảng 3 cm, và khi mà chúng ta cắt xong thì ngâm ngay qua bên cái nước muối pha loãng để cho khoai không bị thâm. Rồi. Đối với phần xá cây thì chúng ta sẽ đập dập và cắt khúc vừa ăn. Bây giờ mình chiên đúng không Phương? Đúng rồi. Và đây cũng là một cái lưu ý khi mà quý vị chúng ta làm món ăn này nhé. Chúng ta phải chiên khoai lang trước khi nấu, giúp cho khoai lang không bị nát khi ăn sẽ thơm ngon hơn. Rồi. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Đối với món cà ri ngày hôm nay thì Phước Hưng cũng sẽ sử dụng lá cà ri tươi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho lá cà ri vào, chúng ta chiên. Bây giờ là cái lá cà ri đã trong lại và chuyển màu rồi. Phước Hưng sẽ vớt lá cà ri ra. Phước Hưng sẽ chừa lại ở đây vài lá, cho phần xả cây đập dập vào chúng ta phi thơm. Tiếp tục Phước Hưng sẽ cho phần hành tím băm vào và tỏi băm. Rồi. Tiếp theo thì Phước Hưng cho phần ớt băm vào luôn, cho phần gà vào chúng ta xào sao. Và bây giờ tiếp theo Phước Hưng sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh cà ri dầu, giúp cho cái món cà ri có cái hương vị đặc trưng và có cái váng dầu rất là đẹp. Và đây cũng là một cái lưu ý cho các bạn nhé, chúng ta sẽ xào thịt gà trước, giúp cho thịt gà săn chắc nè, khi ăn sẽ thơm ngon hơn. Sẽ cho phần nước dảo dừa vào trước để chúng ta hầm gà cho mềm. Sau khi mà cái nồi cà ri của chúng ta sôi trở lại thì các bạn nấu với lửa vừa, khoảng từ 5 tới 10 phút là gà được chín mềm rồi. Cho phần khoai lang chiên vào thì chúng ta nấu nhanh thôi để khoai không bị nát. Phước Hưng sẽ nêm thêm gia vị vào đây, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh đường. Cho vào lá cà ri chiên. Chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào sau cùng, giúp cho nước cốt dừa không bị tách dầu nè và món cà ri sẽ thơm ngon hơn. Và cuối cùng cho phần hành tây cắt muối cao vào. Nồi cà ri của chúng ta đã sôi trở lại rồi, bây giờ Phước Hưng sẽ tắt bếp. Vậy là hoàn tất rồi. Món ăn ngày hôm nay, thịt gà sẽ cung cấp protein nè, ở trong khoai lang còn có cái hoạt chất beta-carotene. Khi mà chuyển hóa vào trong cơ thể cùng với dầu thì sẽ tạo thành vitamin A. Và vitamin A thì quý vị biết rồi, rất là tốt cho sức khỏe đúng không nào? Đúng rồi. Và bây giờ món cà ri của chúng ta đã hoàn tất rồi. Khi ăn thì các bạn chúng ta sẽ dùng bánh mì chúng ta chấm nè, và chấm với một ít muối ớt sẽ rất là tuyệt vời. Nước cà ri đậm đà, cay nhẹ và béo ngậy vị cốt dừa,